lâu quá rồi mình không có ra video vì mình bị hit COVID ha. Thì đã coi như là hôm nay tới hôm nay nữa là 3 tuần rồi đó thì mình mới khỏe hẳn. Và mình đã bị hôm bị là bị đau cổ họng và ho và đau người ha, đau nhức mọi người hết mấy ngày trời và nó cứ dây dưa cho tới ngày hôm nay là đã hơn 3 tuần rồi đó thì mình mới thấy hết hẳn. Mà cái cổ của mình cũng lâu lâu nó cũng còn húng hắng ho và nó còn nghẹt mũi. Thì hôm nay mình mới quay trở lại mình làm video, thì hôm nay cũng chẳng có gì hết. Thì mình chia sẻ với mọi người là bây giờ là 7 giờ chiều, 7 giờ 5, 7 giờ 10, gần 7 giờ 10 rồi chiều. Thứ hai mình mới đi làm về thì mình đã về gần tới nhà mình rồi, mình đang đậu ngay trong cái parking này là của cái khu đằng trước, khu ăn uống đằng trước nhà mình á. Thì mình hẹn Emily đi ra đây ăn. Hôm nay mẹ con mình ở nhà cũng không có gì ăn cho nên giờ mình đi ăn Panda Red. Mình hẹn Emily đi ra tiệm Panda Red để ăn mua cơm. Tiệm Panda Red là cơm của người Tàu, giống như là giờ là mình đi ăn cơm bụi đó mọi người. Thì vậy mời mọi người cùng theo dõi video này coi coi mẹ con mình hôm nay đi vô tiệm cơm bụi của người Tàu á, cơm coi có gì ngon hay không nha. Giờ mình đi ra ngoài mình coi coi Emily nó ra chưa, nó đi bộ trong nhà ra, còn mình đi làm thì về mình tấp vô đây luôn, tí hai mẹ con sẽ chạy về đỡ phải đi bộ. Và giờ mệt đói bụng rồi, đáng lẽ mình về nhà rồi đi bộ ra mà mình nói thôi mẹ đói bụng rồi không có đi bộ nổi nữa đâu, con đi ra đây đi rồi mẹ con mình sẽ đi vô tiệm. Mà nó giờ này nó mới gọi nó mới từ từ đi ra nè. Giờ mình đi xuống nha, xuống xe mình sẽ quay cho mọi người coi cơm bụi của Tàu, gọi là Panda Red, là tiệm cơm con gấu trúc nha. Đây là nguyên một cái khu shopping center có nhiều đồ ăn, gọi là Rodeo 39, có nhà băng, có đầy đủ hết các có trong cái Rodeo 39 thì có rất là nhiều đồ ăn có nhưng mà mình hôm nay mình không thích ăn ở trong đó thì mình đi ra ngoài đây. Đây là tiệm Panda Red đó, mọi người thấy có chữ Panda và hình con gấu trúc không? Đó, đằng trước kia thì có In and Out, có gà fried chicken Ken. Rồi ở trong kia thì có phở Holic, có bánh xèo, rồi có đồ Tây, đồ ta đầy đủ ở trong cái Rodeo đó. Nhưng mà hồi trưa Emily nó nói con đã ăn ramen là đồ của Nhật ở trong đó rồi. Bây giờ mình sẽ đi ăn Panda Red và bây giờ đợi nàng ra. Trời, và nàng đã ra. Trời đất ơi, trong nhà đi bộ ra thôi mà. Đi vô. Đi vô mình có không? Đi vô coi có gì ngon nha. Đó, con mở cửa đi. Đây là inside tiệm Panda Red. Trời ơi, cái cửa đóng vô cái đùng hết hồn. Đây cho mọi người thấy tiệm cơm bụi, cơm của người China thì đó nè. Con chị đi, con thích ăn nào con chị nha. Rồi mẹ hát, anh hát đi. Coi như nó có cơm chiên, mì xào, thịt bò, tôm, cái này nấm xào cái gì mà hết rồi. Rồi qua đây thì có cái này nè, và rau broccoli mấy cái. Em lì nó mê orange chicken. Này là orange chicken, này cung phao. Còn kia bò xào, broccoli and beef. Còn này bì chinh là thịt bò Bắc Kinh. Lấy rau đi con, lấy món. Số 3 là mình lấy cái nấm mushroom á. Cái món có mushroom chicken hay là muốn muốn. Rồi mình có thể là gà chiên nè, mấy đó. Gà chiên, chả giò. Rồi cái này cái gì không biết nữa. Cái này cho egg roll hả? Egg chicken egg roll. Còn này là như vegetable ở trong hơn hả? Rồi hoành thánh chiên. Đó.
thì thường á mẹ con mình cứ order một phần vậy rồi mẹ con mình sẽ share ra. Bên đây là có nước uống, và nếu mình mua nước thì mình lấy nước, còn mẹ con mình thì không lấy nước, chỉ lấy cơm thôi. Đó là tiệc có ghế bàn sạch sẽ cho ngồi, giống như là tiệm cơm, gọi là tiệm cơm chỉ đó, mà mình còn gọi là cơm bụi nữa. Đó. Đó, tối hôm nay mình sẽ ngồi đây mình ăn, chứ mọi khi thì mẹ con mình sẽ đi về. Con nó xin nó nước, cái ly để lấy nước uống, nước lạnh cũng được rồi. Mình trả tiền. Chỉ có... Ok. Đó, em Lì sẽ trả tiền. Một phần vậy có 12 đồng, 11 đồng, nhưng mà mình donate cho 1 đồng cho trẻ em mồ côi á thì thành 12 đồng 96, hai mẹ con mình ăn rất là rẻ, cơm bụi rất là rẻ luôn. Và mình đi ra đây mình sẽ lấy khăn và nĩa. Lấy hai cái nĩa. Ủa sao nó không có muỗng lại? Nó có nĩa không à? Khi nào ăn súp mới có muỗng hả? Đó, đây mình lấy giấy. Rồi em mới lấy sẽ lấy rồi đi ra. Đi ra cái bàn nào ngồi. Đây. Sẽ ngồi cái bàn này. Đó, con đi lấy nước đi. Đây, đây mẹ bưng cho, con đi lấy nước đi. Mình sẽ đi lấy nước nước lọc thôi, em Lý sẽ lấy nước lọc thôi. Hai mẹ con ăn nó bị nhiều thôi. Bữa chiều của hai mẹ con khi nhà không có đồ ăn. Đây, nóng hổi bốc khói luôn. Ăn cũng được lắm. Và khi nào người ta cũng tặng cho mình cái bánh này. Và trong đây nó có số, có khi có chữ chúc lành tốt đẹp gì đó, có khi thì có số, mình có thể mình đi mua số theo cái này đó. Ờ, em Lì mở này ra cho mẹ nè. Này là gà xào nấm, chicken mushroom. Còn này là deep broccoli, còn này là orange chicken. Thì mình sẽ kêu cái này là cơm và mời mọi người cùng ăn với mẹ con mình nha. Đó, ăn vậy thôi, chỗ này ra đây. Đó, ăn cơm bụi. Không có, đáng lẽ mua to go mang về mà mình nói thôi ngồi đây ăn luôn đi. Là ăn để sống qua ngày thôi, chứ còn bảo mà đặc biệt xuất sắc thì cũng không có gì là xuất sắc hết mọi người. Ăn để mà sống, sống để mà ăn. Như đằng trước nhà mình mà miếng không có nấu cơm thì có những cái món này ra đây mua ăn thôi, không có cần phải đi đâu xa. Này orange chicken Emily rất là thích món này, lúc nào nó vô đây nó cũng kêu cái món này hết. Ngọt 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 giòn giòn. Đó, đây nè. Orange chicken cay cay ngọt ngọt. Cơm chim. Nấm, gà xào nấm. Ăn được ha. Ở đây là đồ ăn người ta xào nấu nóng hổi luôn. Trong bếp là các anh mẹ, chị mẹ là nấu đồ ăn không đó. Tiệm của Tàu vậy chứ mà ít khi nào mà thấy người Tàu đứng làm lắm, toàn là mẹ không à. Mà cái nhà hàng này là rất là nổi tiếng luôn đó, của người mẹ, người China đó. Là trong các cái mall của nước Mỹ đều có cái
cái nhà hàng này giống như McDonald's của Mỹ vậy đó. Hôm nay là thứ hai cho nên không có đông, chứ mình mà đi cuối tuần tối thứ bảy là ra đứng kết line rất là dài luôn á. Hôm nay là ngày thường cho nên vắng. Đã ăn xong rồi, ăn không hết, giờ mình mở bán ra coi là có số không để đi mua số để trúng số nha. Ồ, nó không có số nữa mà có chữ nè. The load you bear can easily be shared. That means là gì? How much you do, like how much you, yeah, how much you do can be shared. Share tiền hay share gì? No, like cái effort của mình. The bear. 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 How much we can handle. Này là hết số rồi. Hết số rồi mọi người. Mình đã ăn xong và mình xin kết thúc clip này hôm nay tại đây nha. Chia sẻ với mọi người, hai mẹ con mình đi ăn cơm bụi buổi chiều ngày thứ hai đầu tuần tại đây. Và xin mến chúc mọi người luôn vui khỏe, làm ăn gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn mọi người vào video tiếp theo nha. Xin chào, bye bye.